Em tên là Lữ Quốc Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế của công ty Katech. Rồi còn em? Dạ, em tên Nguyễn Thị Thế Bình, năm nay em 20 tuổi, em còn là sinh viên năm 3. Ồ, trời ơi, sinh viên năm 3. Hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm mà đúng không? Ủa? Có bị ăn hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ồ, đúng rồi. Thì vợ trẻ mà, trẻ hơn tới 10 tuổi lượng chứ bộ. Có mẹ nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Em đang nhận ra là tiên đúng không? Chào ông tiên. Hai ông quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? Em là người chủ động làm quen. Anh hỏi thế thôi cho em biết câu trả lời. Làm dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia. Ở nước bạn mà em buồn lắm. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm, lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đó không hiện tuổi lên sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi. Em thấy mặt dễ thương là em cứ add nick và em message thôi. Mà lúc đó em có trả lời là? Dạ, 2 tuần sau em có trả lời anh. Em trả lời xong anh còn chửi em là chẳng. Ôi vậy. Dạ. Trời, tới 2 tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á, thì cái ấn tượng của em về ảnh sao? Dạ, lúc mà ảnh để avatar là để khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body sáu múi sao đẹp quá. Có sáu múi gì không? Dạ có sáu múi. Ồ vậy đó hả? Chứ không anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ, tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị, thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai bạn gái, mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy thì em suy nghĩ là anh này chắc đi Malai có tiền giàu lắm nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Dạ, nên em mới đồng ý là quen. Còn nếu như chúng ta không xem được chương trình Vợ Chồng Son này thì chúng ta có thể coi lại trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.